ấm như thế này mà chẳng có con run nào nhở. Đây rồi. Có một con run nhưng mà bé xíu. Uê, hôm nay anh thắng chậm thế, mang cả cuốc ra đây để xới cỏ đấy. Xới cỏ đâu mà xới cỏ, anh đang cuốc mấy con run để cho cá ăn. Ơ, anh thắng lại bắt cá về nuôi à? Anh mới bắt cá gì đấy? Đúng rồi, anh vừa mới bắt được mấy cái con cá cực kỳ là xịn luôn. Mà mấy con cá này rất là hiếm luôn nha. Nhưng mà ơi, cá hiếm không phải là không ai biết đâu. Chắc chắn tất cả các bạn nhỏ ai cũng biết cái loài cá này luôn. What? Ui dồi ôi, cá gì em chẳng biết. Anh thử kể tên ra xem nào. Em biết rất là nhiều loại cá luôn. Cá chim này, cá rô phi này, cá bảy màu này. Nói chung là nhiều loại cá lắm. Anh thử nói tên đi xem nào. À đúng rồi đấy, cái cá này hàng Nga cũng biết nha, nhưng mà anh bật mí tí nữa mới cho hàng Nga xem, bởi vì cá của anh á hơi là bị đẹp đấy. Bây giờ hàng Nga quốc run hộ anh đi thì anh sẽ cho hàng Nga một con cá. Đơn giản, anh thắng mang qua đây. Nhưng mà cá gì mà lạ thế nhỉ, sao nó lại ăn run? Cá thì phải ăn cám chứ. Cá ăn cám thì thịt nó mềm lắm, cá nào chả thích ăn run. Bây giờ hàng Nga quốc đi. À mà thôi, hàng Nga yếu lắm, để anh quốc xong bắt đầu hàng Nga bới run nhá. Ui, đây. Anh ơi, con này to lắm. Thôi em bị bắt vào đi, em sợ lắm. Con run đất này con sợ. Nó không phải là con sâu đâu. Thằng Nga đi ra đi, để anh đào thêm mấy con nữa. Để em cho tí đất vào đây, nó chạy mất. Ui, anh thằng ơi, ở đây nhiều lắm. Thôi bỏ ra để em bắt cho. Đây nữa này, đây này. Ui, thấy chưa? Con to từ mấy con luôn. Ui, ui, đứt ra rồi. Mùa hai này, đây nữa, trong này nữa này. Con này mới to à. Ui, hình chưa. Thôi được rồi, anh thắng ơi, thế này là nhiều rồi. Con run đất nhá, nó còn to hẳn một ngón tay. Hằng Nga nhìn thấy chắc mà Hằng Nga chạy mất dép luôn. Hằng Nga đổ run vào đây đi. Nhiều như thế này, mấy con cá của anh á, nó tha hồ mà ăn. Em kiếm cho anh nhiều run như thế này, anh cho em xem cá đi. Đấy. Wow. Hằng Nga nhìn đi, Hằng Nga có biết đây là cá gì không? Nhìn nó có quen không? Ui, nhìn cá gì mà vừa là lạ mà lại vừa quen quen. Ở bên ngoài thì rất là lạ luôn nha, nhưng mà ở trong game thì cực kỳ là quen. Hằng Nga có nhớ cái con cá này ở trong game gì không? À, mấy con cá này giống ở trong game Minecraft đúng không anh Thắng? Nhưng mà em quên mất tên rồi. Đúng, nó chính là con cá Axolotl khủng long sáu sừng đấy. Wow. Hằng Nga nhìn kỹ mà xem nha. Ở trên đầu của nó mỗi bên có 3 cái sừng, cộng lại là 6 cái sừng luôn nha. Đâu, để em thử bắt thử một con để xem sừng xem nào. Hằng Nga đừng có bắt vào cái con cá khủng long này, nước ở bên dưới này cũng bẩn lắm. Bây giờ anh với Hằng Nga phải làm cái bể cá khác để cho mấy em Axolotl vào trong bể cá đấy. Được đấy anh Thắng, làm một ngôi nhà mới cho các em Axolotl này. Mấy cả mấy con khủng long 6 sừng này cực kỳ là khó lui, tụi mình không được động tay vào mấy con cá đấy. Động tay nhiều vào là nó sẽ bị ốm sau đó là sẽ bị chết đấy. Ở đây nha, anh vẫn còn một con cá Axolotl, nhưng mà cái con cá này là con cá nhỏ xíu, con. Nhưng mà anh Thắng ơi, con này hình như bị rụng mất một chân rồi đây này. Cái con này do là nước bẩn quá, thế nên là nó bị ốm và nó rụng mất một chân. Không biết là nay mai nó có mọc thêm ra một cái chân nữa không. Thôi, bây giờ anh với Hằng Nga phải nhanh chóng làm một chiếc bè mới, không là mấy con cá này nó bị ốm mất. Mấy con cá Axolotl đẹp như thế nên là anh Thắng phải làm một cái bè cá cực kỳ là đẹp nha. Thì chả thế, anh sẽ làm một cái bè cá xịn nhất từ trước đến giờ. Từ trước đến giờ anh làm toàn mấy cái bè cá bình thường thôi, trang trí toàn là mấy cái cây giả ấy. Nhưng mà lần này anh sẽ làm một cái bè cá thủy sinh để nuôi cá Axolotl nha. Hằng Nga đợi anh. Wow. Hằng Nga thấy không, bè cá to không? Bè cá to thế, nhưng mà có hơi ít cá, có mỗi mấy con cá mà anh Thắng mua cái bè cá to như này. Bọn Axolotl khủng long sáu sừng này, bọn nó thích ở chỗ rộng, mới cả ở trong hang nữa, nên là anh phải mua một cái bè cá thật là dài. Để em ước lượng xem cái bè cá của anh Thắng to dài như nào là. Một cái gang tay của em là được 20 phân nha. 20, 40, 60. Bè cá dài 60cm nha. Rộng lắm. Có bè cá như thế này rồi, bây giờ anh sẽ trang trí bên trong bè cá cho đẹp hơn nha. Đây nha, bây giờ Hằng Nga đo cho anh, cắt cho anh cái tấm xốp này bằng mấy cái bè cá anh nhét xuống đáy bè cá này nha. Nhưng mà làm như này để làm gì vậy anh Thắng? Tí nữa ấy, anh sẽ trang trí cái bè cá của anh có rất là nhiều đá bên trong, nên là Hằng Nga phải cắt để lót xuống bên dưới, không là đá lặng quá bị vỡ mất kính bể đấy. Vừa hay vừa này anh Thắng. Vừa đâu mà vừa Hằng Nga, vừa là phải nhét được vào bên trong, xong bắt đầu đặt xuống cái đáy bể này này. Hằng Nga cắt thêm một ít nữa cho anh đi. Uầy, chỉ cái một phát vừa in luôn, cắt đúng hai đường, không cần thước, không cần bút luôn. Uầy,
Hàng Nga đã xong rồi á. Hàng Nga xong thì lại có việc cho Hàng Nga đây. Tại vì là bé ca sĩ nên là anh em mình phải làm rất là nhiều việc luôn nha. Nhìn đây, anh mua rất là nhiều đá cuội nha. Bây giờ anh giao nhiệm vụ cho Hàng Nga. Wow. Hàng Nga sẽ làm một chiếc hang cho những bạn cá Aslot ở nha. Nhiều đá như thế này thì làm nhiều chiếc hang chứ không phải làm một chiếc. Hàng Nga có cái ý tưởng gì để làm hang cho mấy bạn cá không? Để em xem nào. À, em có một ý tưởng rồi. Bây giờ nhá, mình sẽ đặt một hòn đá trước này, xong đặt một hòn đá bên này, một hòn bên này nữa, trồng bên đây, và đặt một hòn to ở trên đỉnh này. Thế là thành một cái hang, cá sẽ chui từ đây sang bên này, từ bên này sang bên này đấy. Anh thấy em giỏi chưa? Ý tưởng của Hàng Nga thông minh đấy. Nhưng mà ơi, bây giờ đặt hai lớp đá này thì hang hơi thấp, anh nghĩ là phải đặt ba lớp thêm bên này nữa. Ui, siêu nữa là nó đổ. Ba lớp thì cao quá, cao quá thì nhớ nó đè vào cá. Không, cá thì mình giãn đi làm sao mà đè được à? Ba lớp thì cao như này cá nó mới thoải mái chứ. Đó, thế này là đẹp đấy nha. Tụi mình sẽ cần làm ba chiếc hang. Rồi, bây giờ Hàng Nga làm hang của Hàng Nga đi. Anh sẽ làm hang của anh. Đã xong lớp đá thứ hai, bây giờ là lớp đá thứ ba. Lớp đá thứ ba nha. Như vậy là anh đã hoàn thành xong một chiếc cột rồi. Tới lượt chiếc cột bên này. Lớp đá thứ hai. Rồi sau đó đặt lớp đá thứ ba lên. Và cuối cùng là anh sẽ ướp đặt mái lên nha. Wow, vừa in luôn. Anh sẽ cho cái lên ở cái vành đá này, bên này nữa. Đấy. Rồi sau đó là đặt cái mỏm đá mái lên. Wow. Xong, như thế này là đã có hang cho bạn cá Axolotl rồi. Hàng Nga xong chưa? Ê, chưa. Hàng Nga từ lấy giờ vẫn chưa được cái gì vậy? Thì anh lại mất keo nến của em rồi còn đâu nữa. Đây, Hàng Nga dùng đi. Bảo lấy hai cái súng bắn keo nến không lấy lại lấy một cái. Ui, các em nhìn này. Lần trước chị trang trí toàn là các cây giả thôi. Nhưng mà lần này chị mua cả cây thật nha. Để trang trí bể cá cho các bạn Axolotl sống luôn. Đây là hai cây rêu nha. Tí nữa chị sẽ trang trí hai cây rêu. Còn nữa, hai cái này là cây gì? Hàng Nga có biết không? Hai cái này em cũng không biết tên, nhưng mà em thấy đẹp nên là em mua về luôn. Nhìn lá nó to to, như kiểu là lá sen ý nhở. Nhưng mà không phải, cứ như này là cắm xuống đâu, còn phải trải phân nha. Xong bắt đầu là cắm từng cây, mới cả bỏ từng cái nhúm rêu này, dính lên mấy cái ngôi nhà của bạn Axolotl này. Thì nhìn cái sẽ cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sống động đấy. Đây là keo dán thủy sinh nha mấy bạn, chứ không phải là keo con voi đâu. Cái keo dán này thì sẽ dùng để dán những cái cây rêu này. Bây giờ anh sẽ cho một chút keo lên mỏm đá này nha. Anh cũng chưa từng trang trí như thế này bao giờ, không biết là có được không. Rồi sau đó là nhúp vài cây rêu. Wow, khó ghê nhở. Thả xuống cái mỏm đá này. Uầy. Chả biết là tụi nó có dính được không nhở. Rồi tiếp theo, mỏm đá bên này nha. Mỏm đá ở bên này nữa. Rồi sau đó lại nhúp rêu. Thả xuống đây, nhưng mà hơi ít nhỉ. Anh sẽ nhúp lại. Wow, khiếp, nhúp một phát được hắn một tảng luôn. Tới lượt ngôi nhà của chị. Nhưng mà từ chỗ này chưa có keo Hàng Nga ấy. Đó, bây giờ Hàng Nga cho rêu vào đi. Hàng Nga thả ít thôi, mai mai nó lớn nó lại lan hết ra. Wow. Đó. Đây nữa. Rồi, đây rồi anh Thắng ạ. À, có phải trang trí ở dưới này không nhỉ? Có, Hàng Nga phải trang trí cả ở vành này thì nhìn mới giống. Thế thì anh Thắng bóp cho em một tí keo vào đấy. Bên này. Đó. Thế là ngôi nhà đá của bạn cá Axolotl thật là lộng lẫy luôn. Nhưng mà có tận ba bạn cá to cơ mà. Anh Thắng ơi, bây giờ hai anh em mình mới làm được hai ngôi nhà thôi, còn thiếu một ngôi nhà nữa. Nhờ, thế thì anh làm thêm cho bạn Axolotl một ngôi nhà nữa. Nhưng mà cái ngôi nhà này còn đúng 5 viên đá lên là à, đây nữa này, 2 tầng. Nhưng mà vẫn thiếu mất cái mái. Thế thì mình chỉ làm 2 tầng thôi. Mình chỉ làm 2 tầng thôi. Bởi vì là ở trong bể có cây thủy sinh, nên anh sẽ phải đổ một lớp phân thủy sinh xuống bên dưới cái bể cá của anh. Của anh không có nhiều cây đâu, nên anh chỉ đổ một lớp mỏng mỏng xíu thôi nha. Nhưng mà anh Thắng ơi, anh đổ phân vào bể cá như này thì có mở thối hết bể cá à? Thối làm sao được mà thối. Đây là phân dành cho bể cá, chứ không phải là phân của động vật, làm sao mà thối được. Quên mất, anh có dụng cụ làm chuyên dụng nha, chứ không phải lấy tay đẩy đâu. Đó, thấy chuyên nghiệp chưa? Giải này. Các em nhìn này, chị mua được hẳn một bao đá 7 sắc cầu vồng luôn. Wow.
màu, màu đỏ, màu tím, màu hồng, rất là nhiều màu luôn, cực kỳ là đẹp. Như thế này cho vào bể cá thì nổi lắm đây. Bây giờ chị sẽ cho vào bể cá nha. Wow. Nhà của một bạn sẽ ở đây. Nhưng mà ba ngôi nhà giống nhau quá. Không biết nhà nào là của bạn màu vàng, nhà nào của bạn màu hồng, nhà nào của bạn màu đen. Nhà thứ hai nha. Và ngôi nhà thứ ba thì sẽ ở góc cuối cùng này. Bây giờ chị sẽ trang trí mấy cái cây này xuống bể cá nha. Cắm thật là sâu xuống đây để cho cái cây này nó ăn phân. Giờ Hằng Nga cắm cho mỗi bạn một cái cây đi, mỗi ngôi nhà một cái cây ở trước cửa ấy. Ui anh Thắng ơi, cây này có mỗi một rễ thôi. Ui, thế này thì làm sao nhở? Cây này có đúng một rễ hay là mình có thể bừa ra được nhỉ Hằng Nga nhở? Bây giờ mà bừa ra thì nó đứt rễ nó cây đấy. Không phải đâu, đây này. Đúng rồi, nó là một cây. Thôi thế thì một cây thì để ở đây, để ở giữa hai ngôi nhà này luôn. Đây này để giữa ngôi nhà này. Nhưng mà thế này, đáng nhẽ anh phải cho cái lớp phân nó dày hơn, cả Hằng Nga cho lớp đá dày hơn. Như thế này hơi mỏng, không biết là cây nó có bị đổ không. Chị sẽ cho thêm đá vào để cho mấy cái cây này nó đứng được chắc chắn. Hằng Nga thả nhẹ thôi không làm vào mấy cái cây nó bị gãy hết cành đấy. Wow, bây giờ nhìn bể cá của mình đẹp nhở. Đúng rồi, như là bể cá ở ngoài người ta bán luôn. Chị sẽ lắp cho chiếc bể cá này một chiếc đèn cực kỳ là sáng luôn. Đây, sẽ để ở giữa. Ở đây có hai cái núm nha, chỉ cần xoáy chặt vào là được. Một bên nữa nha. Thế là xong luôn. Nếu muốn điều chỉnh đèn thì chỉ cần xoay ở đây nha. Đó. Chưa xong đâu nha. Bây giờ muốn có một bể cá nước trong mà không phải suốt ngày thay nước thì phải có một bộ lọc cá thật là to. Càng to thì càng tốt nha. Bây giờ Hằng Nga nhặt cho anh ở mỗi ngăn một loại nha. Cái này là gì đây? Nó trông buồn cười thế. Anh cũng không biết này. Đây là người ta gọi là mấy cái viên đá mà để lọc nước ấy. Nhìn như mấy viên tổ ong anh. Chả thế, nhìn giống mấy cái viên tổ ong ấy. Thế cái viên này của em có tận mấy màu luôn. Chắc là vẫn giống nhau đấy. Cứ hình giống nhau thì Hằng Nga để chung hết vào đi. Để lúc tung cũng được mà. Đằng nào nó là mấy cái viên mà lọc nước mà nó chức năng như nhau hết. Rồi sau đó là lại kẹp vào thành bể cá. Nhưng mà cái đèn khóa Nga chắc là phải để sang bên cạnh này rồi, bởi vì để bên này là vướng cái bộ lọc nước của anh. Bây giờ đã là 8:30 tối. Chị mới anh Thắng đã hoàn thành xong bể cá cho các bạn khủng long sáu sừng. Thắng Miền Nga đi cuốc giun từ lúc 1 giờ, bây giờ là 8:30 thì mới hoàn thành xong cái bể cá. Ui, như vậy mất tận hơn 8 tiếng đồng hồ thì mới xong chiếc bể cá cho mấy bạn Axolot đấy. Bây giờ nha, anh cho Hoàng Nga 2 con cá khủng long 6 sừng màu đen, có đầu màu vàng với cả màu hồng là của anh. Không, em sẽ vớt bạn màu hồng. Hằng Nga cẩn thận thôi, không làm gãy mất chân của bạn màu hồng. Nhìn này, đẹp chưa? Đẹp chưa? Ở bên ngoài nhìn nó đẹp hơn bao nhiêu luôn. Uầy. Phải ban ngày cơ. Ở đây này, đây là sừng của bạn đấy này. Bài của đây sẽ... có 6 sừng. Mấy cái bàn cá khủng long 6 sừng này ấy, sống được cả ở trên cạn, cả được ở dưới nước luôn nha. Bây giờ em sẽ thả vào bể cá. Hằng Nga rú mau, Hằng Nga đừng có thả như thế. Thả đi không cách. Wow, nó bay. Ui, bạn ấy bơi. Ui, bạn ấy bơi vào trong hang rồi này. Đúng luôn, vào luôn cái nhà của anh làm đấy. Hằng Nga vớt tiếp bạn màu vàng đi. Bạn màu vàng. Hằng Nga nhẹ tay thôi. Đấy, Hằng Nga đón đầu ấy. Rồi. Nào, thả con màu vàng xuống. Uầy. Wow, bạn ấy bơi luôn đây này. Hình như là nhà mới nên là bạn ấy vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Đúng. Mấy cái bạn khủng long sáu sừng này bơi y hệt giống trong game Minecraft luôn. Thả bạn màu đen. Đến lượt bạn màu đen. Uầy. Wow. Bơi giống ở trong game Minecraft chưa? Còn một em con nhỏ nữa. Bạn này đang bị gãy một chiếc chân. Bạn này bị yếu quá rồi, không biết là bạn này bị bệnh gì ấy. Wow. Nhưng mà bạn ấy vẫn bơi rất là khỏe nha. Bơi nhanh nhở. Ba. Wow. Wow. Đây là sục oxy nha. Mấy cái bong bóng nhỏ con xíu xíu. Và đây là, đây là máy lọc nước. Nhưng mà sao Hằng Nga cái quần này nó không quay nhở? Đó. Bây giờ nó mới quay này. Wow. Đây là 2 chiếc đèn. Uầy, đâu nhở? Bạn Hằng Nga nhìn xem Axolot đang ở đâu đi. Đây này, bây giờ bạn ấy đang trú ở trong này này. Bạn màu hồng đây này, anh bạn màu hồng chưa? Nha. Bạn màu đen kia nha.
Bạn màu đen đang đi nhưng mà lại không đi vào hang. Ý, bạn đấy, ui, đây, bạn màu vàng với lại màu đen đang chui ở đây, chắc là không biết đường ra đây này. Được rồi. Wow. Được rồi, thôi kệ, bạn đấy không biết chui ra. Nhìn bạn màu vàng này, đẹp thật đấy. À, đây nhá, một bạn màu hồng đã bơi ra đây rồi. Với cả một bạn màu vàng cũng đã bơi ra ngoài này. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà hình như các bạn cá này vừa mới vào được bầy mới, nên là các bạn ấy chẳng bơi mấy đâu, cứ nằm im một chỗ thôi. Giống như bạn màu vàng này này, cứ nằm im một chỗ từ nãy đến giờ luôn. Còn bạn nhỏ nhỏ màu đen đang ở chỗ này. Bạn màu đen to thì lấp mãi đằng sau ngôi nhà. Wow, bạn cá màu vàng đang chui trong hang kìa. Bạn ấy vẩy mấy cái sừng ra, trông thật là quyến rũ. Mấy bạn này rất thích chui vào hang nha. Ui, bạn cá màu hồng này còn đang chui vào gốc cây này, nắng này. Bởi hít đây này, em phải quay ra là ngày cơ thì mới nhìn rõ được này. Đấy, wow, thấy chưa? Chui gốc cây, tưởng gốc cây là nhà ấy. Wow, nhìn các bạn đấy thật là đẹp. Cái bạn màu vàng, bạn đấy đang chơi đùa với bong bóng đây này. Đi vào bong bóng, xong bắt đầu làm bong, thổi bạn đấy lên trên cao. Rồi bạn đấy cứ chơi đùa như một đứa trẻ con này thôi. Cái bè cá của Thắng mới cả của Hằng nha. Tại vì vừa mới đổ nước vào nên là nhìn chưa được trong đâu. Phải sau 24 giờ thì bè cá nhìn nước mới trong vớt. Lúc đấy Thắng sẽ quay cho bạn xem nha. Còn bây giờ là Thắng với cả Hằng phải kết thúc cái video tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Bye bye.